Xin chào các bạn, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn đó là làm quen với lại cách xây dựng cái bảng mảng mã, xây dựng cái mảng mã này và đã lầm cái hàm số tự ở đây và tính được cái mã này nó trùng không trùng. Ok, hôm nay mình hướng dẫn các bạn đó là gì? Xây dựng cái bảng nhập. Bảng nhập đây mình chỉ có các bạn hai tình huống. Tình huống thứ nhất xây dựng các bạn đó là các bạn chỉ dùng công thức mà thôi, dùng công thức để các bạn tạo một cái bảng nhập liệu. Cách thứ hai hướng dẫn các bạn đó là gì? Xây dựng một cái bảng phiếu nhập kho ở đây. Phiếu nhập kho này mình xây dựng này dựa trên cái công thức nó là trình trên Google App Script. Còn đối với bảng nhập liệu cách 1 thì mình không dùng công thức mà mình chỉ dùng công thức thôi, chứ mình không viết câu lệnh trên Google App Script nha. À, giống mình sẽ viết câu lệnh là sao cho nó gần giống như cái bài trước đây mình hướng dẫn các bạn, nó là một bài về quản lý xuất nhập tồn. Ở đây bạn có phiếu nhập kho, khi bạn nhấn nút phiếu này nó thông báo cho mình phiếu này đã nhập hay chưa nhập, sau khi lưu xong nó sẽ lưu vào phiếu xung quanh sổ kho của mình. Ở trên Google Sheet này mình có xử lý tương tự như vậy, nhưng mà cách viết code của mình sẽ khác lại cái viết code của trên Excel. Rồi ok, thì mình thêm đây test, mình sẽ đi chơi từng cái cách một. Cách thứ nhất, các bạn chỉ dùng công thức để làm các bảng phiếu nhập liệu vào này. Thì khi bạn nhập liệu vào đây, dữ liệu nó sẽ nối tiếp dài từng ngày một, chứ nó không ngắt cho mình như ở chỗ phần nhập kho này của mình. Rồi thì hôm trước mình đánh thứ tự tự động đây này, mình sử dụng lại công thức này nhé, sử dụng công thức này từ ngày hôm trước copy sang rồi. Các bạn lưu cho mình nhé, ở cái bảng này có 3 ô bôi màu này là mình sẽ dùng công thức, còn các ô còn lại là sẽ tự động nhập mà mình phải nhập dữ liệu vào vì không phải tự động được. Còn 3 cái ô này này là nó sẽ tự động chạy, thứ nhất là mã hàng là chạy theo tên hàng, còn số tự bằng nghiệp vụ này này sẽ tự động điền vào cho mình. Tại sao nghiệp vụ này? Bởi vì nghiệp vụ này nó chỉ là nghiệp vụ xuất kho thôi. Tại sao mình phải để xuất kho ra để sau này mình tính tổng xuất nhập tồn này, thì mình còn có cái nghiệp vụ đấy để mình sẽ dựng nghiệp vụ để mình tính tổng xuất nhập tồn nó. Rồi ok, đến số tự bạn biết mình công thức hôm trước đây, để số tự ở đây thì bạn đã nhìn thấy đây, nó bắt đầu từ ob 3 đúng không, thì mình thay đổi từ ob này, mình muốn chỉnh theo OF, mình ghi bắt đầu từ f 3 đến f cuối cùng đúng không, mình công thức mảng mà, nhà công thức mảng bạn sẽ đánh như thế luôn. Bạn có thể test thử ô thứ nhất, bạn thấy kết quả tự là 1, ô thứ hai thì kết quả nó là 2 chưa. Rồi ok, thứ hai xử lý ô nghiệp vụ. Ô nghiệp vụ để xử lý được nó thì bạn làm như thế nào? Thứ nhất là mình sẽ cần kiểm tra nó dựa vào cái ô nào, dựa vào ô F này. Nếu F này nó nhập có dữ liệu thì nghiệp vụ nhập nó sẽ điền vào đây, còn nếu không nó sẽ là không có gì cả. Nào đấy bằng làm so bằng if, mình kiểm tra thử nha. If nó từ ô F3 đúng không? Ô F3 mà nó là gì khác không thì bạn sẽ phải thông báo đây là nhập kho. Còn lại nếu nó bằng không thì bạn ghi đây là không có gì cả, rồi bạn đóng như kép vào enter. Bạn thấy chưa, đây là đối với công thức bạn xác định có một ô duy nhất thôi thì bạn có thể dùng công thức này. Thì nó mới có ô theo bạn phải kéo lại như này đúng không, nhưng thông thường làm này nó rất mất thời gian và mình không, trong Google Sheet ấy thì nó có cách xử lý khác, nó không cần phải dùng kéo như thế để mất thời gian mà bạn phải tự động kéo vào mỗi lần phát sinh thêm cột, bạn phải kéo vào thế thì nó không được tối ưu. Rồi để xử lý được điều đấy thì các bạn phải dùng công thức về mảng giống như hôm trước. Ở đây muốn chạy được bạn dùng có mảng là mảng, bằng công thức là mảng array formula. Để bạn điền công thức này nó sẽ chạy cho mình công thức mảng ở đây, thì bạn điền cho mình công thức array formula ở đây, thì bạn mở ngoặc ra, nó ngoặc vào, nhưng ở đây không phải là mảng bởi vì đây nó bắt đầu mấy cái ô f3 thôi. Để nó chạy được, để nó chạy được tuần tự ô f3 đến ô thứ fn thì bạn làm như thế nào? Bạn thay cho mình thêm mình đây, để từ f3 đến f đây, để nó hiểu đây là một cái mảng nó sẽ chạy cho mình tính từ ô 1, sau đó bạn nhấn enter. Đấy, bạn thấy chưa, nó đã tự động sẽ điền tiếp mình nhiệm vụ thứ hai nhập kho rồi. Rồi ok, bây giờ bạn mà muốn cái ô này của mình nó sẽ tự động điền giống như cái số tự ở đây thì bạn làm như thế nào? Thì bạn chỉ cần copy lại cho mình cái phần này, copy lại, copy thêm mình cái phần nháy kép này đây, mình đổi lại cái phần tham số này thành nghiệp vụ ở trong cái công thức của mình là xong. Đầu tiên bạn copy công thức này lên cho mình nhé, copy công thức dán đây cho mình đã. Sau đó bạn thêm nháy kép vào cho mình ở đây, nháy kép đây này, à, những cái nấm màu nhọn đấy, màu nhọn đây. Sau đó bạn ghi đây là nghiệp vụ hai chấm, nó nháy kép này, rồi hai chấm này. Sau đó bạn quay sang câu cuối cùng này, bạn đóng một vuông lại cho mình. À đó, đóng một vuông này này. Đấy, rồi. Sau đó nhấn OK. Bạn xóa hết
sau khi bạn nhấn OK nhá, thì dưới này này nó có liệu do cái ô này bạn còn phải xóa đi để nó sẽ auto điền cho mình, nếu bạn đặt nó sẽ không báo lỗi tiếp tục đấy. Kết quả không thể tự động mở rộng, vui lòng chèn thêm hàng một. Mình sửa lại một chút nhá, là trang nào F3 đi. Đấy, đấy không? F3 này, đấy nó sẽ ra nghiệp vụ của mình đấy luôn. Vì lúc nãy mình nhìn thấy F2, F2 nó không hiểu cho mình nó bắt đầu từ ô này này. Từ ô F3 khác không, từ ô F2 khác không, nó lại hiện ở trên này cho nó không hiểu. Đúng không? Thì mình đang set như này mà. Đấy. Thì bạn đổi phát nó sẽ chính xác luôn. Còn ô màu vàng bạn tô lại màu cho nó thôi. Tô màu vàng cho nó. Đấy. Và bạn hãy điền chữ nó chữ trắng. Đấy. Như vậy là bạn đã tạo xong và mình có thể kéo thêm đây. Thì nghiệp vụ đằng sau này tự động nhập cho mình. Đấy. Kéo đâu nhập đấy cho mình luôn. Đấy. Như vậy là mình đã xong cái phần ô nghiệp vụ. Thứ hai phần mã hàng. Mã hàng làm sao đây, mình xử lý nhập phần tên hàng này này, mình nhập tên hàng vào đây thì nó ra là mã hàng cho mình. Giả sử mình nhập tên nguyên vật liệu ở đây, vật liệu A ở đây đúng không, nhập tên vật liệu A ở đây thì cái mã hàng này phải nhìn thấy cho mình. Nếu các bạn dùng công thức VLOOKUP thông thường của mình ấy, giả sử như là VLOOKUP ấy, thì các bạn đã không thể nào V được từ tên hàng ra mã hàng. Bởi vì sao? Cái tên hàng này nó đứng trước mã hàng, do đó nó không phải là đứng ở bên tay trái, do đó nó không thể V được ra mã hàng. Muốn nó V được mã hàng là bạn phải V, tức là bạn phải chuyển được cái mã hàng này từ bên đây trái của cái tên này sang bên phải của tên, rồi bạn bắt đầu V từ trái qua phải thì mới được, chứ cần V ngược là không V được, đúng chưa? Như vậy chẳng lẽ bây giờ tạo ra một bảng phụ à? Nếu tạo bảng phụ rất mất thời gian và nó không hợp lý cho lắm. Trong phần Google bảng tính ấy, nó có công thức rất hay cho mình, đó là nó sẽ đảo lại cho mình được, đảo cho mình giữa vị trí hàng này và cột với nhau đấy. Để đảo nó bạn làm như nào? Nếu bạn mà muốn đảo được cái giá, muốn đảo được vị trí giữa tên hàng và mã hàng cho nhau thì các bạn làm thế nào? Các bạn làm như sau, bạn thử cho mình bên ngoài trước nhá. Bạn sẽ kia đặt bằng nhấy kép vì nó là mảng, mình đảo hai cột cho nhau mà nó phải là mảng, nó là từ mảng. Mình nhấy cái bằng này một vuông này, sau đó mình ghi ở đây là từ mã hàng bắt đầu từ F3, bắt đầu từ là OB, bắt đầu từ OB3 đến OB cuối cùng, đúng không? Sau đó để đảo cho mảng với nhau, nếu các bạn mà chấm phẩy, giả sử chấm phẩy trước nhá, để cho bạn xem kết quả như nào. Rồi, sau đó đến lập tới OC, mình click vào OC, bắt đầu từ OC3, cho tới OC cuối cùng của mình. Sau đó nó nhấn kép lại, sau đó nhấn Enter. Như ở bài lần trước ấy, mình có làm các bạn như thế này, đúng chưa? Thì nó sẽ chạy cho mình kiểu dạng là ghép hai cái mảng này lại với nhau. Nó ghép hai mảng lại mình cho mình với nhau, và nó chạy với rất là nhiều cái này đấy. Nó mới hiện ra là kết quả. Đây như nó không hiện ra chắc là dài quá nên nó đối là không nối được mảng với nhau đấy. Và bài lần trước mình mới chỉ làm các bạn, dẫn các bạn được tạo cách này thôi. Giờ các bạn muốn đổi được cái gì, muốn giờ các bạn muốn đổi được là cái cột tên hàng này này sang cột C này này, các bạn cần thêm mình vào phần này, đó là giống như sổ chéo như này đây, gọi là phần chia ấy, để cho Google Sheet nó hiểu để bạn đổi đảo cột, chứ không phải là bạn mua là bạn ghép cột. Lỗi ở đây mình ghi nhầm nhé, ngược lại của nó luôn, mình ghi sang ở đây, nó phải là dấu liền này, làm lại Enter, thấy chưa? Như vậy là bạn đã đảo được vị trí giữa hàng và cột cho với nhau. Đấy. Khi bạn đã đảo được vị trí cho nhau như này rồi thì ở chỗ này thì tức là khi ở chỗ này này thì bạn cần hàm VLOOKUP đây thôi, thì là bạn đã lấy được cái mã hàng theo cái tên này của nó. À, mình xin lỗi các bạn, chỗ này mình đang muốn đảo ngược lại là gì, giữa cột mã với lại cột tên mà mình đang ghi này nó vẫn chả gì cột này cả, đúng không? Mình quên chỗ này đảo ngược lại chỗ này cơ. Chỗ này mình cứ đảo chỗ này sẽ bằng C đến C, còn cột bên này nó sẽ ghi là từ OB3 từ OB3 nhá đến OB rồi mình Enter đấy, nó sẽ đảo ngược lại cho mình cái tên này. Thì khi đấy mình chỉ cần dùng hàm VLOOKUP
theo cái tin hàng này nó ra được mã hàng của mình. Tại sao mình lại không vlog ngược lại từ mã hàng ra tên hàng? Bởi vì sao? Cái mã hàng này thì các bạn thường là ký hiệu rất chi là khó nhớ, các bạn chỉ nhớ được mỗi cái tên nhập liệu thôi. Thế do đó mình sẽ làm cái tên nhập liệu nhập tay ở đây, và cái mã hàng này sẽ trị theo tên nhập liệu này dễ hơn. Do đó khi mỗi lần khi các bạn làm phần này ấy, thì cái tên này cũng phải là duy nhất nhé, lưu cho mình. Thế sau này các bạn muốn báo cáo chuẩn chính xác ấy, thì bạn phải trị theo mã hàng không phải trị theo tên đấy. Chứ phần nhập hàng vào sản xuất hàng ấy mình đặt theo tên thôi, vì tên nó dễ nhớ hơn mã. Còn bạn làm không thích, bạn có thể là ghi nhập mã ở đây rồi tên hàng sẽ nhảy theo mã cũng được, không có gì cả đấy, tùy các bạn thôi. Rồi ok, bây giờ để làm sao được cái mã hàng này này nó lại tự động nhảy sinh ra giống như các nghiệp vụ và số tự này, và khi các bạn nhập tên hàng này vào nó sẽ tự nhảy ra cho mình. Để làm điều đấy bạn làm như sau. Bạn cần bằng VLOOKUP. VLOOKUP cái gì? VLOOKUP cái tên hàng này này, là OF3 đúng không? Nó sẽ là F3. Các bạn chấm phẩy. Chấm phẩy cái gì? Cái điều kiện tiếp theo nó là một cái bảng tìm kiếm đúng không? Cái bảng này mình sẽ sử dụng lại cái công thức ở bên này. Đây em ra lại đây, sử dụng công thức này cho mình nha. Mình copy công thức này vào, đúng chưa? Mang lại này, VLOOKUP nhất bắt đầu từ ô F là F3 chấm phẩy, đi từ cái bảng dữ liệu của nó cần lấy, sau đó mình chấm phẩy tiếp tục. Cái giá trị mình cần lấy cột là 1, cột 2 đúng không? Cột 2 tìm kiếm tuyệt đối là giá trị 0. Rồi đóng ngoặc lại, nhấn Enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó là chính xác. Nhưng mà bây giờ mình giả sử mình chọn tiếp tục cái mã tiếp theo ấy thì ô là không được chạy đúng không? Giờ muốn nó chạy và làm như thế nào? Giống như vậy là trước ở đây này, mình sẽ dùng hàm mảng array for monitor. Array for monitor này. Đấy, mình thêm mảng này đây. Công thức mảng này đây để nó tự động chạy công thức cho mình. Mình sẽ điền cho mình. Rồi. Và để nó chạy được chỗ này ấy, bạn thêm bây giờ F3 đến số F cuối cùng, nhấn Enter. Rồi mình không kết quả. Kết quả ở đây là không ra. À đây đang ra đây. Đấy, kết quả đã ra rồi, nó hơi lâu tí thôi. Các bạn nhìn đây này, nó lại xuất hiện cái lỗi này. Đấy, làm cái VLOOKUP nó chạy đúng không? Để xử lý lỗi sau đây bạn làm như thế nào? Bạn thêm mình ở đây. Bạn làm kiểm tra if nếu. Nếu cái ô F3. Ô F3 đến ô F mà nó khác không thì mình mới chạy công thức này. Còn lại nếu nó có bằng không thì mình sẽ là không như này luôn. Đóng ngoặc lại, nhấn Enter. Chờ chút xem nó ra không. Đấy, được chưa? Công thức nó chạy chính xác rồi. Còn nếu mà các bạn muốn nó để công thức như ở trên này thì các bạn cũng ghi là hai cái bảng này rồi nghiệp vụ ở đây nữa. Các bạn ghi mã hàng này nó sẽ ra kết quả như thế. Để mình làm thử nhé, xem nó ra chính xác không. Copy lại đây, sau đó biết rồi cho mình. Rồi, bạn án cho mình màu nhọn đây cho mình. Như đây là mã hàng ký kép chúng phải cuối cùng ở đây. Bạn ghi cho mình màu nhọn đóng ngoặc Enter. Rồi bạn xóa công thức này cho mình đi. Rồi, xem kết quả. Không chạy chưa? Đấy, ok, nó đang ra kết quả giống như mình mong muốn. Đấy. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái phần bảng nhập liệu một cái tự động. Ở đây mình thêm cho bạn một phần nữa đây là gì, cái tên hàng này này nó sẽ phải lấy tự động ở trong cái dãy tên nguyên liệu này ra. Để làm điều đấy bạn làm như thế nào? Bạn cứ chọn mình một ô này xác định nó này, và bạn chọn những phần dữ liệu, sau đó các bạn ghi là xác thực dữ liệu, xác thực dữ liệu từng giải ô đúng không? Đây nó là một mảng thì đây là nếu bạn ghi một F3 không nó sẽ hiểu đây bạn nhấn ô F3. Còn nếu muốn là một cái cả cột F3 đấy thì bạn chọn cho mình là 2.f ở đây để nó sẽ hiểu là bạn nhấn cả cái cột đấy. Giải ô là cả một cột và tiêu chí ô nhập nhá, ô cả một cột này, ô F này đúng không? F này đến F cuối cùng. Tức là mình cho muốn lấy cả một lít ở đây. Và danh sách giải ô từ đâu? Mình chuyển sang danh sách giải ô đây. Chúng ta sẽ phải ô đây, lại theo từ OC đúng không? Bạn cắt lên cho mình này, sau đó cái OC này đấy, nó ghi mã C cho bạn 2 chấm cho mình, bạn ghi C đây, nó lấy cái mảng của mình, lấy hết mảng toàn bộ OC này, sau đó nhấn OK đấy,
tức là giải ô nhập này, này giải ô nhập là ô từ cái ô F à, nhóm cấp phải ô E không phải ô F đâu, ô F là sai đấy, ô E mình ghi nhầm đó, à, mình cứ đọc nhầm F F E E này loạn thế này, đấy, là tôi đây nhé bạn nhập này, nó chỉ là một nhập đã, nó một nhập ô F mà, đấy, trời ơi, nhìn thấy nhầm cái bảng mã, sorry các bạn, dạo này mình cũng hơi nhiều việc quá, hơi quên mất rồi, ok, bạn nhấn ok lưu nhá, lưu thử để xem như thế nào nhá, lưu, đây bạn thấy chưa? Đấy, ở trong cái Google Sheet này này, nó có một điều rất chi là hay, nó ý mình bảng mã này nhá, mình có rất nhiều cái tên khác nhau và có khoảng cách ở đây, nhưng mà sang nhập của mình này thì cái khoảng trống nó không còn, nó tự mặc cho mình lấy mỗi cái ô có dữ liệu mà thôi. Đấy, đây là cái hay của Google Sheet mà ở trong cái Excel không có, như tôi sẽ bằng trước là của mình này, đây này, để xử lý được cái việc mà cái việc click ấy mà ô mã tự động ấy thì các bạn phải dùng cái hàm khác. Đâu nhỉ, chờ một chút mình mở lại cái bàn này ra này, đây ô mã hàng này đấy, để xử lý ô mã hàng này nó list ra tự động như này này, mình dùng cái hàng nó nhiều hơn như thế ở trong Chrome F3 ở đây mình ghi là mã hàng này này, edit mã hàng này này, nó lại đi từ vào offset cho mình copy này nhưng các bạn xem lại cái hàm này đây vào đây, nó đi từ vào offset này nha, nó đi từ vào offset này đây. Offset đi từ một hàng hóa là hàm đếm cao, nó đếm cái mã hàng này này bao nhiêu ký tự để nó dùng hàm offset để nó loại trừ ra là lấy đúng giá trị có hay đâu. Nhưng đối với Google Sheet ấy, thì bạn không cần phải làm hàng phức tạp như vậy, bạn chỉ cần bằng mỗi cái xác thực dữ liệu này, dữ liệu xác thực dữ liệu, sau đó ở phần này các bạn điền cho mình từ nhập từ ô F ban đầu là ô F3 đến ô F cuối cùng là cho 2.0 đôi dom chọn ô nên phải hiện đến một ô thứ hai là thích tải ô này từ ô C đến C cuối cùng, nhưng tại nó sẽ mặc định cho mình khi mà nhấn ô C ấy, nó sẽ hiện là mình ô C 997 đúng không, vì nó chỉ giới hạn với Excel giới hạn về dòng mà không có không như mình đâu, sau này sẽ mình làm đến 997 dòng mình có thể thêm một tiếp hoặc đây mình sẽ bổ sung thêm đây thôi. Đây là một cái ưu điểm cũng là cái hạn chế của Excel, nó bằng cái Excel này nó sinh ra thế, không sao đâu, bạn cứ làm khi hết rồi để bạn nhớ ra và bạn nhớ còn dài lắm, chẳng lâu lắm. Đấy, như vậy bài hôm nay cũng khá dài rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là xong cái phần bảng dữ liệu này rồi nhá, thì bài hôm sau các bạn tự nhập phần này được, và bài hôm sau ấy mình sẽ hướng dẫn các bạn là xử lý cái bảng nhập liệu phần 2 này để làm sao khi bạn nhập hết dữ liệu của các ô này bạn nhấn lưu phiếu cho kho nó sẽ tự động chuyển sang phiếu nhập số kho như nào, sau đó bạn hãy tính tổng số tồn của nó. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.